tòa nó có gì đâu. Một chút máu mủ là con. Rồi nó lớn lên lấy chồng cũng đi xa. Rồi thôi nhiều khi bây giờ, nhiều khi con nghĩ giờ làm mà thôi. Ơn trên tổ nghiệp cho đủ ăn thôi. Cực lắm rồi. 11, 12, 13 tuổi là gian cưng rồi. Thôi bây giờ con nói thôi. Tổ nghiệp thương với ơn trên cho là về là nhiều. Nhiều rồi đó vậy à. Tại mình không có thiếu nợ thế nào. Mà nó có gieo quán, có thù. Có cứ sống mà bây giờ đó. Là Ngọc giàu làm được bao nhiêu là bao nhiêu bây giờ cả tiền. Một tuần lễ đó là con làm được 3-4 suất. Và nó suất cũng được 1.500. Ăn đủ rồi. Đó, cũng cả 10 triệu rồi, ít đâu. Thành ra nó đủ rồi. Lâu lâu rồi thích cây cũng khổ rồi nằm giống toàn tên ca bài này bài nọ vậy. Cô còn nhớ cái câu mà nhưng mà trong cái bài của thằng ơi, anh ơi, anh ơi, anh ở lại em dài với em bất phụ. Dễ rồi. Bây giờ trước khi mà diễn kịch, hát salon nói bài